Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ tời mini. Tời này là tời 12V, nó có cả loại 24V, thì nó có rất là nhiều loại cỡ tải trọng khác nhau. Thì ở đây mỗi video mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bộ tời đấy. Thì ở đây nó tương đương với cái bộ này, nó ghi là 3.000 đơn vị LB, tức là cái này nó là cách viết khác của cái đơn vị pound thôi. Đấy, với mỗi một pound thì nó tương đương với khoảng 0,45 kg, tức là nó non nửa kg. Thì quy đổi ra thì sức kéo của nó là 1.350 kg. Các bạn lưu ý thì giữa sức kéo và sức lưng nó khác nhé. Kéo ngang thì nó kéo được khoảng bằng đấy, còn khi lâng tải trọng thì nó chỉ lâng được khoảng 200 kg đổ lại thôi. Nhà sản xuất thì nó ghi là khoảng 300 kg đấy, nhưng mà theo em thì thường thường là không bao giờ một cái máy móc có thể đạt tải trọng tối đa của nó được đấy. Thì đây là một cái bộ cùng bộ bộ này là bộ đơn 12V 3.000 LBS nhé, đơn vị đấy. Thì khi các bạn mua hàng thì các bạn cứ mua bộ 12V hay là 24V, nó có thông số là 3.000 đấy, 4.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 đấy, 5.500, 6.000 và 9.000 cũng có. Thì mỗi hôm mình sẽ làm một cái video thì, một bộ khác nhau. Thì ở đây thì cái một số cái thông số của cái bộ này, bộ này thì phụ kiện nó đi kèm là một bộ tời và một bộ cáp. Đấy, bộ cáp này là cáp dài 8 mét các bạn nhé, có móc đi kèm này. Đấy, tải trọng của cái móc này ở trên đây nó ghi là một lửa tấn này. Đấy, 1/2 tấn. Đấy, có nghĩa là cái móc này, sức kéo của cái móc này kèm theo là nó sẽ cho các bạn thêm một cái bộ này. Cái bộ này thì nó có con năn này, nó dạng như kiểu là pa lăng đấy. Đấy, cái này thì các bạn không biết, các bạn có biết sử dụng thì cái này các bạn nghiên cứu qua cái pa lăng nhé. Đấy, thì nếu như các bạn là vòng cái dây này lên trên, vòng cái móc này lên một điểm cố định đấy, các bạn quàng cái dây này vòng qua cái con neo này thì sức kéo của nó, sức lưng của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Đấy, thì các bạn tháo cái sốt này ra, xong các bạn quàng cái dây qua cái này, thì cái điểm này các bạn móc lên cái điểm treo ở phía trên cố định, thì khi đó nó sẽ, dây nó sẽ vòng lên như này, thì nó sẽ sức tải nó sẽ tăng lên gấp đôi. Đấy, cái thằng này thì bạn đấu điện thì nó đơn giản thôi, nó hai cực. Đây là cực đỏ, đây là cực đen này. Còn đây là cái tay điều khiển này. Đấy, xuống này, lên này. Đấy, và đấu qua cái cầu chì này thì qua con bình kia thôi. Đấy, rất đấu, cách đấu đơn giản như vậy. Còn đây là cái sử dụng này. Thì cái này nó có khả năng tự hãm. Đấy. Đây thì đây mình quấn vào cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn nhả ra thì cứ nhả ra là bình thường thôi. Cái này nó không có cái sức kéo nên khi nhả thì cái vòng nó tở thôi, mình phải kéo ra. Đấy, thì cái này khi các bạn quấn mà nó có bạn buộc tải vào cái này thì nó mới trôi xuống được, còn bình thường mà không không có nó tự trôi là cái cáp nó quá cứng. Đấy, các bạn lưu ý là cáp này đường kính là
cáp là 6mm và chiều dài cáp là 8m nhé. Đây là cuốn cáp vào này. Đấy, thì khi các bạn lắp đặt ấy, thì cái này bắt lên trên, thì cái này nó sẽ là ở phía dưới này. Đây, đây là bắt lên trần, bắt nó đúng chiều nó như này. Đấy, thì các bạn có những cái vít này các bạn bắt ở đây. Đấy, hoặc là các bạn bắt ngang như thế này. Đấy, thì có bằng lấy cách. Các bạn bắt lên, bắt ngang thì các bạn bắt vào đây ba cái điểm này. Hoặc các bạn bắt ngửa lên trần thì các bạn bắt lên đây. Đấy, thì nó cách sử dụng là như vậy. Thì cái bộ này là bộ nhỏ, rất là nhỏ, nhỏ và gọn. Cái này chiều dài, tổng chiều dài của nó có 30cm thôi. Kích thước động cơ thì nó có 12cm. Đây là cái khu vực bộ bánh răng chuyển động của nó. Thì cứ mỗi một video thì em sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại kích thước nó khác nhau và phụ kiện đi kèm của nó. Đối với những cái thằng tải trọng cao hơn ấy, thì nó sẽ có điều khiển từ xa. Còn đối với cái bọn nhỏ nhỏ này thì nó không có điều khiển từ xa, nó chỉ có điều khiển tay cần như này thôi. Đây, tay cần rất là vừa tay. Các bạn bấm ngón vào đây. Nhả này. Đấy, quấn đấy là quấn vào đấy. Thả ra này. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem video nhớ nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mới đăng video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Giá của cái bộ này thì các bạn vui lòng comment ở phía dưới video hoặc là qua Zalo 0983818955.